Khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 6, một căn nhà nhiều tầng ở đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 bốc cháy. Vụ cháy khiến một số người trong căn nhà bị mắc kẹt hoảng loạn kêu cứu. Nhận tin, phòng PC07 cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 3 có mặt chữa cháy. Khi tiếp cận căn nhà, lực lượng cứu được hai người mắc kẹt là bà V, sinh năm 1937 và chị N, sinh năm 1992 ra ngoài an toàn. Ít phút sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.